Xin kính chào tất cả các anh em. Đấy, Trần Văn Lĩnh hôm nay sẽ giới thiệu một chiếc xe mà rất là nhiều anh chị em muốn ưng ý khi mà mình vận chở hàng nhẹ. Cần thùng hàng phải rất là cho rộng, rất là cho dài, cho cao. Nhưng mà cái tải trọng thì không cần lắm. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu một con xe sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của tất cả các bạn. Chúng ta đã quan sát thì cũng đã thấy được đây là con xe gì rồi. Xe chúng ta là mang nhãn hiệu là Đông Phen Hoàng Huy B180. Phiên bản này thì có tải trọng hàng là 8 tấn. Nhưng cái thùng hàng nó dài. Thùng hàng nó dài lên tới là 9,5 m nè, mở 9 bẩn luôn. Một bên là có mở 4 bẩn bằng inox các bạn. Và chiều dài là 9,5 m, chiều cao là 2,15 m. Và có chiều ngang là 2,36 m. Một con xe phải nói là cái thùng hàng chứa rất là nhiều luôn. Linh kiện là rất là tuyệt vời. Thì còn về nói về cái Đông Phen Hoàng Huy á, thì đây là một dòng xe của Trung Quốc và được Trung Quốc nhập khẩu nguyên chiếc tại tỉnh Hồ Bắc, nơi mà hiện tại đang xảy ra dịch Corona đấy các bạn ơi. Nên là số lượng xe nhập về cũng đang là rất là khan hiếm ấy. Đây các bạn xem sơ về cái đầu xe, thì so với cái phiên bản trước giờ của Đông Phen chúng ta thì nó thiết kế ngoại thất á, nó được đánh giá rất là ok rồi. Nên là đa số vẫn là giữ được cái nét như cái xe phiên bản đó, 4 chân hay là B170 phiên bản của 2017 kinh lên, là dòng xe phiên bản nhập khẩu. Đây logo Đông Phen đây các bạn. Xe Đông Phen thì thật sự là khi mà anh em chạy xe xong rồi thì sau một thời gian mà nếu muốn có muốn bán lại thì nó vẫn được giữ giá. Giữ giá rất là tốt luôn. Đây kính và đây, gương chiếu hậu các bạn. Cửa mở. Hiện tại cái xe này mình đang có giá là khoảng 900 mấy triệu á. Tại vì nó giá nó chênh lệch, nó tùy thời điểm nó cũng lên xuống nhưng mà cũng không nhiều, ngoài 900 mấy triệu. Thì nó có hai phiên bản, thùng 7,51 m với thùng 9,5 m. Thì để cho các bạn tùy chọn theo nguồn hàng như thế nào thì tùy chọn cho nó phù hợp. Đây, đây cửa lên xuống nè các bạn, rất là rộng, lên xuống thoải mái luôn. Mình nhìn sơ về cabin xe đó, rất là đẹp luôn, rất là thoải mái luôn. Đây, mình chiếu về ngoại thất. Đây lốp có ruột nha các bạn. Lốp xe thì lốp 10R20 và lốp là lốp có ruột. Được lốp này lốp nhập khẩu của nguyên chiếc của bên Trung Quốc về luôn. Xe này mình nhập nguyên con mà. Xe này đi nguyên con luôn các bạn. Đấy, nhịp trước à. Phải nói là nhịp bộ nhịp rất là dày luôn. Đấy, các bạn có thể thấy. Đây, xe mình là thắng hơi nha các bạn. Thắng hơi lốc kê. Tuyệt vời, đây những cái bình hơi. Ống xả này. Dành chassis, chassis được rất là chắc chắn luôn. Rất là dày. Và phiên bản mới thì nó có nhiều cái lỗ khoan hơn. Sao để khi mà nhiệt giãn nở thì nó bền hơn. Đấy, khi mà nóng thì nó bền hơn các bạn ạ. Chịu tải tốt hơn. Đấy, lắp. Giải lắp rất là dài luôn. Thì xe mình thùng dài 9,5 m này rất là dài. Được làm nhập khẩu này là đảm bảo luôn, đảm bảo an tâm. Đây. Cầu sâu. Đây, này có thể thấy không? Tuyệt vời nha. Nhíp nè các bạn, nhíp sau này, rất dày luôn. Xe nhập khẩu là đảm bảo, đảm bảo cực kỳ chất lượng luôn. Lốp sâu không vậy? Lốp sâu 10R20 nè. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Một lốp xe cua thôi. Đấy, bên này thì bình nhiên liệu của nó đó. Bình nhiên liệu này. Bên đây có một bình hút ẩm chữ UD nè. Xe Euro 5 thì xe mà đạt tiêu chuẩn Euro 5 nha các bạn.
ở đây đủ không? Rồi, đây là B180. B180. Rồi, mình xem ngoại thất rồi. Anh em mình đã xem trong xem cái động cơ luôn đi. Đây, đây là phần động cơ xe nè. Động cơ Cummins nha. Xe trang đang bị động cơ Cummins 6 xi lanh nha các bạn. Rất là chắc chắn luôn, với thể tích làm việc là 5.9. Tuyệt vời. Động phen thì động máy móc của nó này chở quá tải thì phải nói là nó chậm, rất là tuyệt vời luôn. Rồi anh em chúng ta hãy nghiên cứu sơ về cái nội thất nữa nha. Đây, đang bị sẵn bộ đồ nghề của nó đây, trên xe đây. Đây, xe đi được 3 người nha các bạn. 3 người, ghế hơi nha các bạn. Nhìn vào là thấy ghế hơi rồi, rất là êm luôn. Đây, một sự cải tiến rất là thuận tiện đây. Đây là cần số. Cần số nó là 2 tầng nha các bạn. Rùa thỏ nhanh chậm này, 2 tầng này. Đấy, 8 số tiến, 2 số lùi. Thiết kế rất là tinh xảo. Như vô lăng xe thì đó là vô lăng 4 chấu nè. Vô lăng 4 chấu, đấy. Kính chỉnh điện. Đây là màn hình điều khiển của xe nè. Báo counter mic nè, đầy đủ nè. Báo rất là đầy đủ chi tiết nè. Đây, điều khiển đây. Màn hình nè. Mồi lửa nè, máy lạnh nè. Đầy đủ. Rất là đầy đủ luôn. Và có những hộc chứa đồ phía trên, rất là rộng, quá tuyệt vời. Phía sau này một cái chi tiết cũng rất là quan trọng, đó là cái có một cái giường nằm nè. Giường nằm rất là dài luôn, rất rộng luôn, người tầm khoảng mấy 7 mấy 8 mà nằm cũng nằm vừa luôn các bạn. Mình xem sơ về trong, mình đứng đây mình có thể xem sơ về cái thùng xe nha. Đấy. Thùng xe thùng bạc thì đóng bằng inox một lớp, lớp trong là khung xương nè các bạn. Và sàn là bằng sắt 3 ly. Thùng này được đóng của nhà máy nha các bạn. Đông Phen bây giờ là việc nhập xe nó cũng khó khăn rồi, nên là thùng là thùng nhà máy chứ không công ty không đóng được nữa. Đấy. Rồi mình che cửa. Cửa nè các bạn. Đây, xe rất là tuyệt vời luôn. Xe Đông Phen Hoàng Huy mình có hai phiên bản, là nếu mà các bạn lấy thùng 7m51 thì tải được 9 tấn, thùng 9m5 thì tải còn 8 tấn. Đây. Anh em mua xe thì xe hiện tại tầm khoảng 900 mấy triệu. Rồi có các chi phí như là trước bạ xe, trước bạ tầm khoảng 18 triệu. Phí đường bộ là của xe là 7.080.000. Bảo hiểm dân sự nó 8 tấn này là chỉ là 1.871.000. Đăng ký đăng kiểm nữa. Hiện tại dòng xe Đông Phen này là dòng xe nhập khẩu, thì có ngân hàng hỗ trợ rất là tốt. Với có thể vay lên đến 80%. Rất tuyệt vời đó các bạn. Anh em trả trước 20% thôi, thì xe mình đầu tư trước khoảng 230 triệu là có thể mua được chiếc xe như ý rồi. 230 triệu mà bỏ ra để mua xe có tỷ là rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Hồ sơ thì đơn giản nha. Mình có quen biết với ngân hàng ấy. Lĩnh làm xe thì cũng được 6 năm rồi. Quen biết với ngân hàng, bạn làm ngân hàng rất là nhiều, thì thủ tục sẽ hỗ trợ cho các bạn là chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ khẩu. Anh em nào mà chưa có gia đình thì làm cho mình cái giấy độc thân, và nếu có gia đình rồi thì mình chụp thêm cái giấy đăng ký kết hôn là đã có thể mua được cái dòng xe này rồi. Nguồn thu nhập thì một khi anh em đã mua chiếc xe này về thì sẽ có cái phương hướng định hướng làm việc rồi, thì
lấy từ cái nguồn thu nhập tương lai ấy, thì ngân hàng sẽ hỗ trợ làm cho phần nguồn thu nhập luôn. Đa số thì anh em nào đã đăng ký mua xe lĩnh thì đều ngân hàng cho vay cả. Nhưng mà tùy theo những dòng xe, như dòng xe này là vay được 80 và có những dòng xe khác chỉ vay được 70 thôi. Chủ yếu là ngân hàng thì luôn luôn duyệt hồ sơ cho các khách hàng của lĩnh, nhưng mà quan trọng là tùy khách hàng, có những khách hàng muốn vay 90 thì phải, có những hàng khách hàng vay 80 thì cũng tùy dòng xe thôi. Ví dụ như là con xe Đông Phen mình là trả trước 230 triệu là ok nè, nó làm ra rất là nhiều xe rồi. Ngoài ra như công ty lĩnh thì đã có các showroom như ở Bình Chánh nè, ở Thủ Đức, ở Bình Dương, ở Cần Thơ và ở Kiên Giang. Thì anh em nào mà ở khu vực nào thì có thể đến đó thì alo cho lĩnh cho nó phù hợp để xem xe. Ngoài xe Đông Phen ra thì tại bên công ty mình có nhiều showroom đó, nên là mình có bán được các dòng xe khác luôn. Xe Isuzu của Vĩnh Phát nha các bạn, dòng này dòng ở Vĩnh Phát lắp ráp này, hỗ trợ được 80% này. Đây, ngoài trong kia có Đông Ben nè các bạn, có Đô Thành, EZ, có Canbo, Zac, rồi rất là nhiều dòng xe nữa, Hyundai nữa. Lĩnh mới mở, công ty lĩnh mới mở showroom Hyundai ở dưới Kiên Giang nha các bạn. Luôn luôn có giá tốt, và đặc biệt các dòng xe như Đông Phen với lại Isuzu hay là Hyundai được hỗ trợ 80%, Zac cũng vậy. Rồi, nói chung mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của lĩnh, và có những ý kiến thắc mắc hay là có muốn anh em muốn đặt xe thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình, lĩnh sẽ tư vấn kỹ càng và chính xác. Xin chân thành cảm ơn các bạn nhé.